Dạ vâng, rồi cháu mời bác có lời bắt đầu chương trình ạ. Hôm nay là cháu ra sớm, cháu ngồi để cháu nói sơ trước về cái vụ Nguyễn Phương Hằng đó bác, để khỏi mất công làm mất thời giờ bác. Dạ vâng, rồi cháu mời bác ạ. Vâng, anh hôm vừa rồi thì mình ở trong cái những ngày của tháng 7. Dạ. Những ngày của tháng 7. Chuyến trước thì mình nói về những ngày của tháng 8, cách mạng tháng 8 trong lịch sử Việt Nam. Nhưng mà còn tháng 7 nó cũng là ghi dấu lớn trong cái lịch sử Việt Nam. Mà hôm vừa rồi đó, có một vài cái chương trình người ta nói về cái ngày 7 tháng 7. Song thập ạ. Vâng, mà cái song thất. Mà người ta quên mất cái song thất. Thành ra mình cũng thấy rằng thì là cái mà có lẽ là cũng cần, cũng đáng nhắc lại. Dạ vâng. Thế thì cái ông Ngô Đình Diệm thì coi như là ông ấy mang lại một cái dấu ấn rất lớn ở trong lịch sử Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Ông là người khai sinh ra cái đệ nhất Cộng Hòa. Dạ. Thế thì vừa rồi tôi nói về cái ngày 7 tháng 7 1955, tức là cái hiệp định Geneva, và nó ký 20 tháng 7 1954. Và nó quy định rằng thì là 2 năm thì thống nhất Việt Nam. Và 1 năm, nhưng mà trước khi có tổng tuyển cử đó, 2 năm thì tổng tuyển cử để thống nhất Việt Nam, thì trước đó 1 năm, tức là ngày 20 tháng 7 1955 đó, thì là hai miền Nam Bắc họp nhau lại để mà hiệp thương. Hiệp thương là hai bên gặp nhau để mà bàn thảo về cái thể thức bầu cử. Nó ra làm sao, bao nhiêu thùng phiếu, bao nhiêu là cái quảng cáo, bao nhiêu cái giờ ở trên truyền thanh, truyền hình, vân vân. Thế thì nhưng mà tôi thấy rằng thì là người ta cũng lịch sử Việt Nam thì người ta cũng có nhiều những các cái mà tô son điểm phấn quá. Một cái đó nó là những cái đàn em mà suy tôn hôm nay đó, thì là tôi thấy rằng thì là đây tôi mang cái quyển này đi. Nó là ghi ơn cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Tôi thấy là gọi là và ghi nhớ cái cuộc trưng cầu dân ý 23 tháng 10 năm 1955. Trong cái cuộc trưng cầu dân ý này thì tôi cũng có mặt vân vân. Cái hội đó thì tôi cũng còn nhỏ, nhưng mà tôi ở giữa lòng của cái miền Nam Việt Nam. Lúc bây giờ là tôi đương học ở trường Chu Văn An, tôi là trưởng ban văn hóa. Văn hóa thì ông hiệu đoàn trưởng đó là giáo sư Vũ Khắc Khoan. Thì ông ấy nói cái chuyện này thì là dạo trước cái nay người ta cứ nói về cái trưởng ban văn nghệ. Nhưng mà cái chữ văn nghệ đó là nó yếu lắm. Coi như rằng thì là chỉ có giúp vui ca nhạc thôi. Chứ còn thì khi mà cái hiệu đoàn của trường Chu Văn An di cư đó, thì chúng tôi muốn nói rằng thì là đây là trưởng ban văn hóa, nó mang một tính cách rộng lớn hơn. Thành ra đó, lúc bây giờ đó thì là tôi có mặt trong những các cái đó. Và cái lúc bây giờ thì chúng tôi vào, chúng tôi học nhờ ở trường Petruski. Lúc bây giờ ở miền Nam thì là nó cũng ảnh hưởng của Bảy Viễn, ảnh hưởng của các giáo phái. Thì mình nhân danh là một cái trường di cư, di cư vào miền Nam thì là ăn nhờ ở đậu.
tôi nhớ rằng thì là cái tới lúc bấy giờ là cái trường Chu Văn An của tôi đó thì là coi như là học nhờ cái trường Petrusky. Cũng là trường trung học Petrusky, nhưng mà cái trường trung học Petrusky đó thì là nó là một cái trường lớn, một cái trường lycée, trường lớn của miền Nam. Bao nhiêu nhân tài của miền Nam đó là nó được đào tạo ở cái trường Petrusky. Petrusky là tên của một danh nhân, ông Petrus Trương Vĩnh Ký, là một trong những các cái học giả. Thế thì chúng tôi học ở nhờ cái trường đó thì là chúng tôi đành học vào những các cái giờ trống, là giờ từ buổi trưa bắt đầu là cái trường Petrus Ký họ học tới 2 giờ là họ nghỉ, thì chúng tôi 2 giờ rưỡi thì chúng tôi bắt đầu chúng tôi học và kéo dài cho tới 6-7 giờ tối. Thế thì cái lúc bấy giờ cái tinh thần này nó kỳ thị ghê lắm. Và lúc bấy giờ ban nãy mà tôi có nói rồi thì là miền Nam Việt Nam nó năm cha ba mẹ, thì cái trường Petrusky đó thì học ở đó rồi mình mới khám phá thấy đó là ở đằng sau cái trường Petrusky đó thì là nó có 3 cái building, 3-4 cái building 3 tầng lầu lớn lắm. Thì hóa ra là cái trường Petrusky đời xưa nó là trường lưu trú nội trú những các cái gia đình khá giả ở trong Nam đó thì mới cho con tới học và học nội trú, tức là anh Trạc Đa đó tốn tiền lắm. Thế thì ba cái dãy nhà đó, nhưng mà tới thời ông Ngô Đình Diệm mà mình di cư vào trong Nam đó thì hóa ra là ba cái dãy building ở đằng sau đó thì là nó là đóng quân của Bình Xuyên. Xuyên là cái hồi đó họ coi như là họ có một cái lực lượng họ mở Sòng Bài, họ mở Bình Khang, cái khu mà vườn Lài vườn Điếc mở Bình Khang. Tức là trong thời chiến đó thì mình cũng hiểu rằng thì là cái mà cái nhu cầu về những người lính mà xa nhà mấy gì đó thì là cái Bình Khang nó cũng bình thường thôi. Ở trong quân đội Pháp thì nó cũng có cái nó gọi là những các cái nhà điếm đó, nó gọi là nhà bóc đen, nhà lầu son tắc gác tía đó, nhà nó có cái đèn đỏ đó. Đấy thì là nó là truyền thống lâu đời rồi, cái Bình Khang đó. Thế thì Bảy Viễn thì là hắn ấy lúc bấy giờ là hắn ấy có một cái quân đội địa phương, quân đội riêng, hắn ấy mở Sòng Bạc và hắn ấy mở Bình Khang. Do đó mà hắn mới có tiền, hắn mới cung phụng cho cái ông Bảo Đại, hoàng đế Bảo Đại. Thế thì ông Ngô Đình Diệm ông ấy về nước thì ông ấy là một trong những các cái gọi là một trong những cái người chí sĩ, một cái người công giáo, mà cũng lại là danh gia thế phiệt. Gia đình ông ấy gồm có là hình như là 5 người con trai. Ông anh cả đó là tổng giám mục Ngô Đình Thục, coi cái địa phận Vĩnh Long đó, và đứng về phương diện cái phân vùng của công giáo đó thì người ta không phân vùng theo tỉnh mà người ta phân vùng theo từng khu một. Cái giáo khu thì giáo khu Vĩnh Long là một trong những các cái nôi của miền Nam Việt Nam, và cái người mà đứng đầu cái giáo khu đó là ông tổng giám mục Ngô Đình Thục, tức là anh cả trong cái gia đình Ngô Đình Diệm. Thế thì rồi thì là có ông em là ông Ngô Đình Du, coi như là ông ấy học về thư viện, có những người mà dịch một cách sơ sài đó thì gọi là quản thủ thư viện. Nhưng mà thực ra là học về cái nghề đó là nó phải là những người uyên thâm erudite thì mới đọc được những sách cổ, sách ký, hiểu được cái văn hóa của lịch sử. Cho nên đó ông ấy là
nó dịch một cái kêu bình thường thì nó gọi là archivist, những người mà giữ về những các cái thư viện, giống như trong bảo tàng nó gọi là curator, là những người phải giống như bác nói phải am tường rồi mới trình bày mới này nọ được, chứ không phải là chỉ là bảo quản giống như cái người mấy cái người lao công janitor, những người mà cho thuê sách để xếp với lại gì đó, dọn sách dọn xếp để cho thuê rồi thì là đi vào thư viện thì là tức là quản lý thôi, nó khác quản lý thôi thì nó khác, còn thì là cái ông Ngô Đình Luyện đó, ông Ngô Đình Du đó là ông ấy học về cái đó. Và cái người em thứ ba đó là ông Ngô Đình Luyện, là ông ấy là một trong những các cái người mà Tây học, ông ấy là cái thời đó ông ấy là bạn học của thủ tướng Pháp cái hồi bấy giờ, thủ tướng Pháp Giscard d'Estaing hay là thủ tướng Pháp lúc bây giờ đấy. Đấy là cái gia đình ông Ngô Đình Diệm là nó như vậy. Còn cái người đấy thì ông Ngô Đình Luyện đó thì là vì ông ấy là bạn của thủ tướng Pháp mấy gì đó thì ông ấy gọi là ông ấy đứng ở bên lề của lịch sử, và để mà có những cái biến cố nào thì ông ấy mang gia đình của ông ấy đi ra chấp chánh. Đấy là những các cái người mà nó đứng ở chờ một cái cơ hội, nó có những biến chuyển của lịch sử thì là mang cái gia đình của mình đi ra chấp chánh. Thế rồi thì là và ông Ngô Đình Luyện đó là về sau thì có thể là một cái thái độ mà người ta cho rằng ông ấy bỏ đi, thì ông ấy được giao cho cái trọng trách là đại sứ lưu động của tổng thống Ngô Đình Diệm ở những cái nước Tây phương. Còn thì là cái người em út đó là ông Ngô Đình Cẩn, là một cái người mà không có học bao nhiêu, nhưng mà cái gia đình đó cũng là gia đình mưu cao, thì ông Ngô Đình Cẩn đó là cậu út, thì để mà ở nhà lo cho mẹ già. Nhưng mà tức là ông cụ, tức là bố thân phụ của ông Ngô Đình Diệm với Ngô Đình Luyện, Ngô Đình Cẩn đồ này kia đó, Ngô Đình Khôi đúng không ạ, ông là Ngô Đình Khả, là tứ trụ triều đình đó, là thượng thư phải không ạ, thượng thư của triều đình Huế. Thượng thư đó thì là người ta nói lại rằng thì là cái thời trước đó thì nó có một cái đương là cái thượng thư triều đình Huế mà anh nói là ông Ngô Đình Khả đó, thì cái thành tích của ông ấy là người ta nói rằng thì là đây cũng lại là một cái gia đình mà có một tinh thần quốc gia lớn, thì nó có một cái câu rằng đầy vua không khả, đào mã không bài, không bài. Tức là có hai người mà tay trái tay phải của vua đó, tức là lo cho vua đó. Nguyễn Văn Bài đó, thì ông ấy coi về nội vụ, còn ông Khải đó, ông Khả đó thì là ông ấy là một trong những các cái người mà khi mà quyết định rằng có đầy vua Duy Tân không đó, thì ông ấy chống đối. Đó ông ấy có cái tinh thần đó. Thế thì nhưng mà nhân thì mà mình mới ngừng lại ở cái chỗ rằng thì là khi mà cái ngày 7 tháng 7 năm 1954 tức là khi mà ký cái hiệp định Geneva, người Pháp thua trận ở Điện Biên Phủ đó, thì là ngày 5 tháng 8 ngày 8 tháng 5 gì đó, thì tới lúc bây giờ là người Pháp, các cái nước Tây phương nó muốn giúp người Pháp, về người Pháp thua ở Điện Biên Phủ thì là bị cái quân miền Bắc nó bắt làm tù binh. Đây là một cái lòng chảo Điện Biên Phủ, tức là cái tướng của Pháp lúc bây giờ đó, sau ông đại tướng De Lattre De Tassigny thì một cái ông Nava đó, tức là một cái ông đại tướng cố, nghĩa là kế tiếp, thì ông ấy là một trong những các cái đại tướng tình báo, ông Nava đó. Cho nên cái lúc bấy giờ là cái cuộc chiến Việt Nam nó cũng suy sụp, cho nên ông mới chọn cái lòng chảo Điện Biên Phủ, không ạ, để mà
gọi là Nhử Cộng sản, quân Cộng sản đi vào cái lòng chảo đó, gọi là cái lòng chảo Điện Biên Phủ, tức là nó là chung quanh nó là đồi núi, chung quanh nó là đồi núi, và nghĩa là nó là một trong những các cái hiểm trở, thì nó vừa khó cho cái quân Bắc Việt mà nó cũng lại khó cho cái người Pháp ở cái lòng chảo Điện Biên Phủ, tại vì rằng cũng biết là thời tiết ở Điện Biên Phủ mà nó lại nằm ở biên giới Việt Hoa đó, thì ở trên Điện Biên Phủ đó thì là Điện Biên Phủ nó là tên của một cái quận mà nó cũng mang tính cách là dân thiểu số rồi. Thế thì cái Điện Biên Phủ đó thì là cái lòng chảo đó thì là và nhất là cái thời tiết của miền Bắc Việt Nam đó thì là nó mưa lớn lắm trong cái mùa hè đó, nó mưa lớn lắm, những cái mưa cuối mùa thì cái lòng chảo Điện Biên Phủ vì nó ở dưới thấp đó, và tất nhiên là những nơi đóng quân đó thì là ở trong ấy là có những hầm hố, thì là nước nó ngập lên đến ngực của cái người lính, và rồi thì là cũng cái thời tiết đó thì là những cái máy bay mà tiếp tế cho Điện Biên Phủ đó thì là không nhào xuống để mà tiếp tế cái này cái kia đó, thì tôi nhớ rằng hồi đó là một cái ông đại tá ông ấy có tên là Cô Nhi gì đó, ông đại tá đó thì là ông ấy gọi là một trong những người mà nhảy dù mà có chiến tích từ cái hồi mà đánh Đức đánh Điếc gì đó, thì là ông ấy nhất định là ông ấy nhận cái trách nhiệm và cái lòng chảo Điện Biên Phủ, và ông ấy tức là ông ấy cố thủ trong cái tình trạng mà nó rất khó khăn. Thế thì và cũng là vì cái thời tiết đó, do đó mà cái lúc bấy giờ đó thì là Điện Biên Phủ ở trong cái tình trạng hấp hối rồi, từ tháng 3 chứ chưa tới tháng 5 nữa đã ở trong cái tình trạng hấp hối rồi. Và tới lúc bấy giờ đó thì ông đại tướng, ban nãy mà tôi nhắc lại đại tướng của Tổng Tư lệnh Quân Pháp tại Đông Dương đó, đại tướng De Lát De Tassigny đó, thì ông ấy có đi qua, ông ấy xin Mỹ, ông ấy xin Tổng thống Mỹ lúc bây giờ không biết là Tổng thống Eisenhower hay là Tổng thống nào đó, thì ông ấy xin thì là những các cái máy bay của Pháp lúc bây giờ nó còn yếu, nó không thể mà nó bay từ đồng bằng Bắc Việt mà nó bay lên Điện Biên Phủ thì nó không đủ xăng nhớt để mà nó quay trở lại. Thành ra nó mới xin người Mỹ nó giúp cái máy bay ném bom, và cái máy bay nó gọi là máy bay Boeing 26 B-26 rồi đó, tức là cái tầm hoạt động của nó rộng hơn, chứ nó không phải là chiến lược, nó rộng hơn, ném bom chiến lược chứ không phải chiến đấu cơ, nó không phải thì là máy bay kia là máy bay chiến đấu thôi, máy bay này là máy bay cũng là pháo đài bay rồi, máy bay chiến lược rồi, và cái lúc bây giờ là B-26 thôi, chứ nó cũng chưa lớn bằng cái 747 hay là gì đó. Thế thì là cái mà xin thì là Tổng thống Mỹ họ đồng ý, nhưng mà Tổng thống Mỹ họ phải xin phép Quốc hội, và khi mà tiếp tế hay là mang quân ra ngoại quốc có thể phải xin phép Quốc hội, thì Quốc hội nó ngâm tôm, nó không cho thi hành. Thành ra cái mà đi qua bên Mỹ để mà nhờ cái Mỹ nó dùng cái máy bay B-26 nó tới nó ném bom để cứu nguy Điện Biên Phủ đó thì không thành, tức là nó đá chân cho nhau. Dạ vâng, nhưng mà cháu nghĩ nó đổ thừa thôi. Vâng, chứ còn đúng. Nếu mà họ muốn thì CIA nó cũng tự nó làm được hết. Đúng, thành ra đó, và người ta mới thấy rằng thì là cái lúc bấy giờ là người Mỹ đã có ý đồ vào thay thế quân đội Pháp. Đấy. Tức là do đó thế giới mới đó. Vâng, do đó nó mới làm ngơ
cái chuyện đó đẩy cái này qua đẩy cái kia. Và trong cái tình trạng mà vừa rồi mình nói cái hiệp định Geneva mà hai năm mà hiệp tổ chức tổng tuyển cử với lại một năm trước thì là tổ chức hiệp thương đó, thì là tất nhiên là vì là nó là một cái hội nghị quốc tế, nó không có quyền và nó cũng tôn trọng cái luật lệ của thế giới, nó không phải rằng nó chia nước Việt Nam ra làm đôi, thành ra nó phải lưu ý cái này. Và do đó nó chỉ là đây là cái vùng tạm đóng quân. Mới đầu người ta còn bàn về cái giải pháp ra beo, tức là quân ở đâu thì đóng ở đó, nhưng mà cái giải pháp ra beo đó thì thấy nó lẫn lộn quá, khó kiểm soát quá, thì nó mới chọn cái vĩ tuyến 17 là cái nơi mà để mà hai bên tạm đóng quân, để mà hai năm sẽ tổng tuyển cử quốc tế vào tổng tuyển cử và một năm thì là hai bên vào hiệp thương. Cái sở dĩ mà tôi nói cái một năm vào hiệp thương đó thì là tôi lại có mặt trong cái giai đoạn đó. Tôi ở trường học ở trường Chu Văn An đó, thì mình bực mình là cái Bình Xuyên nó đóng ở mấy cái căn ở đằng sau trường Petruski đó. Chúng tôi đã học nhờ cái ông hiệu trưởng của trường Petruski, tôi nhớ tên ông là Nguyễn Văn Lược, ông Lược, thì là ông ấy là người Nam Giặc, và ông ấy cũng lại là một trong những các cái người sĩ phu, nhưng mà không tránh khỏi cái tinh thần kỳ thị. Thế thì chúng tôi học thì là cứ bị chê cười khi mà di cư vào đó, thì có những các cái phong trào, nó có những Bình Xuyên, Bình Xiếc, nó hỏi là ngoài Bắc bình yên rồi mà sao vào đây nhỉ không? Nó chất vấn là đọc cái chữ Tân Sơn Nhất thế là Tân Sơn Nhất, rồi thì là nó lại có những cái chế nhạo là cái bọn Bắc Kỳ này đó là xe nó cán thì nó lòi cái cọng rau muống ra đít với lại gì đó. Bắc Kỳ ăn rau muống. Vâng, thế thì thành ra với cái tôi học nhờ trường Petruski đó là với cái uất ức đó đó, tôi thấy bọn cái trường Petruski cái bọn Bình Xuyên nó đóng quân ở ba cái biên đánh đinh đằng sau đó, thì là nó thỉnh thoảng nó báo động. Cái hồi đó tại Biên thì là cái chuyện mà chuyển giao quyền hành giữa ông Diệm mới lại cái ông tướng Nguyễn Văn Hinh đó, là cái ông con ông thủ tướng Nguyễn Văn Tâm đó, thì ông Nguyễn Văn Hinh đó thì là nó vẫn trùng trình, nó vẫn không muốn bàn giao cho cái người Pháp thực sự, thành ra đó là cho nên nó mới nuôi thì thì lúc bấy giờ đó là Bình Xuyên chúng tôi học nhờ đó thì thỉnh thoảng nó lại báo động, nó thấy rằng thì là có thể là quân mà ủng hộ của cụ Diệm, ví dụ như là những các cái ông tướng Vĩ hay là cái ông tướng Công Giáo, ông mà mang quân về mà gọi là đầu hàng đó, Trịnh Minh Thế gì đó, Trịnh Minh Thế thì lại là Cao Đài, Cao Đài, rồi thì là nó có những giáo phái, Trịnh Minh Thế là một trong những cái tướng đàng hoàng nhất, Cao Đài, còn thì là Hòa Hảo thì là ông tướng Năm Lửa chẳng hạn, phải không ạ? Thì ông ấy cũng lại là một cái lực lượng ác ôn ở miền Tây, ông ấy là bắt quần chúng là đóng thuế đóng thiếp, coi như là cái bàn tay sắt của ông ấy để mà cai trị thì là phải đóng thuế cho ông ấy. Và cái ông Năm Lửa thì cái hồi đó thì là có nhiều người là người ta cứ đùa mấy cái ông lính Việt Nam Cộng Hòa, nhất là cái ông anh rể tôi, cái hồi đó mà ông ấy phải đóng quân ở trên ông ấy đóng quân của miền Nam đó, thì thỉnh thoảng là đi qua cái Bắc Mỹ Thuận hay là đi qua cái Bắc Mỹ Thuận Bắc Vàm Cống đó, thì là
lính của cái ông Năm Lửa đó, là ông ấy đứng ở đó, tức là ông ấy đòi tiền mãi độ, thì là phải cho là... tiền thôi. Tại vì thì là đi qua các cái bắc đó thì là nó chậm lắm. Một cái bắc đó, cái dòng sông nó lớn lắm, và cái hồi đó thì là phải đi bằng cái bắc, và cái bắc này đó là thì cái phà đó. Cái phà đó, mà cái lúc mà cái nó có những ưu tiên cho quân đội đi qua, nhưng mà cũng lại cái bọn mà nó đứng ở trên bờ đó thì là nó đòi tiền mãi độ. Tao có cho xe của mày xuống cái phà trước cái sau không, sắp hàng cả một dãy bao nhiêu đó, thì là thế thì là cái ông Năm Lửa đó là ông Hòa Hảo đó, thì cái quân đội Việt Nam là quân đội chính quy đằng trước, mà tốt nghiệp ở trường sĩ quan Thủ Đức hay là trường Đà Lạt đó, thì là gọi ông này là Colonel Xanh Phơ Năm Lửa, phơ là lửa mà, Colonel Xanh Phơ, vừa mang tính cách nhạo báng, nhưng mà chốt đóng quân ở cái miền Tây đó thì đều nịnh ông Năm Lửa cả. Khi mà ông Năm Lửa mà đi qua mấy gì đó thì mấy ông này mang lính ra sắp hàng mà chào đó, thì là ông Năm Lửa ông phát tiền ông cho. Ông ấy cũng thích. Hồi đó bố cháu nói, bố cháu hình như có là tham gia cái nhóm mà chống đối ông Ngô Đình Diệm đó, tức là đi với bên nó là coi như là sát cánh với Nguyễn Văn Phương á. Nguyễn Thành Phương. Nguyễn Thành tướng, Phương. Tướng Nguyễn Thành Phương. Đó, dạ, bố cháu nói là bố cháu là cũng là bạn bè với Nguyễn Thành Phương. Đó, đúng rồi. Đấy là một trong những cái tướng mà về gọi là về mà cộng tác với ông Ngô Đình Diệm. Đầu tiên đó thì là ông ấy phong chức luôn. Tướng Nguyễn Thành Phương để biết hiền lành. Nhưng mà về sau đó thì là ông Diệm, ông ấy thấy là cũng có nhiều người theo ông ấy rồi, thì bắt đầu ông ấy có một cái chính sách, ông ấy khép lại, không còn cho những cái ân huệ như là chiêu hồi nữa, mà ông ấy do đó mà nhất là cái tướng vừa rồi anh nhắc, tướng Trịnh Minh Thế đó, là một trong những cái tướng mà gọi là khí tiết của miền Nam, của cái Cao Đài, một trong những cái tướng đó. Thì tướng đó đó là ông ấy mời chào mãi, chiêu dụ mãi, hứa hẹn mãi, thì ông ấy có về, ông ấy về ông hợp tác, ông ấy về ông hợp tác, nhưng mà trong cái lúc mà ông ấy đi qua cái cầu Sa Lộ, cái chỗ mà có cái thác nước mà nó có cái Sa Tô Đô đó, nước hay cái cầu Sa Lộ đó, thì là ông ấy cũng bắt đầu là cũng mang mấy cái xe thiết giáp. Lúc bây giờ là xe thiết giáp, tức là cái nó giống như là xe tăng đó, xe thiết giáp, nhưng mà cái bánh là bánh cao su, là xe bọc thép, và bên trên nó là bọc thép, thì là đi qua cái cầu cái cầu mà Sài Gòn đó, không phải cầu Tân Thuận hả bác? Không, cái cầu ngay cầu Sài Gòn đó, đi vào ngay cái đường thì ở dưới nói chuyện rằng thì là nó có mấy cái thuyền, cái xà lúp, cái thuyền của quân Pháp lúc bây giờ nó còn đang đóng lảng vảng ở chỗ đó, nó bắn lên thì chẳng may nó lại trúng vào cái ông tướng Trịnh Minh Thế, ông ấy đứng ở đầu cái xe tăng thiết giáp, thành ra. Nhưng mà một giả thuyết khác thì nó lại nói rằng thì là ông ấy bị phản, ngay chính cái người ở trong đàn em ở trong cái xe thiết giáp đó đó, nó đã bắn ông ấy, nó đã bắn ông ấy, tức là ám sát. Vâng, ám sát, thành ra nó cũng giống như là cái ông tổng thống Kennedy đó, mà cái lúc chết đó mày cũng không biết, cũng có rất nhiều người nói rằng thì là có thể là cái thằng nó ở trên ban công cao đó, nó bắn xuống, nhưng mà cũng có thể là chính cái người ở bên cạnh đã bắn, mà cái người ở bên cạnh đó bắn cũng đã là tay chân
của cái ông tướng mà nghĩa là thay Kennedy, tức là ông tướng Johnson hay là gì đó Lyndon Johnson là phó tổng thống cái lúc bấy giờ đó thì là thành ra đó là cái lúc mà ông Kennedy là ông ấy chết đó người hãy còn đầy máu ra đó mà bà Kennedy đó bà ấy cũng là cái váy máu ở trên áo của bà ấy, bà ôm cái ông chồng đó thì là người ta mới thấy rằng thì là và tất nhiên là nước Mỹ thì là không thể có một giờ phút nào mà thiếu tổng thống được, thiếu cái vị tổng tư lệnh quân đội tối cao được. Thành ra đó là ông này là làm cái lễ tuyên thệ ngay cái lúc mà cái ông Kennedy hãy còn máu ở trên người, cái bà vợ Kennedy hãy còn máu ở trên cái váy đó, và làm lễ ngay cái tuyên thệ ngay. Thưa bác, giống như bác nói đó, nếu mà Tổng thống Kennedy, John F. Kennedy á, mà bị một cá nhân nó khùng điên, nó giết chết á, thì tại sao ông em trong vòng một vài năm sau ra ứng cử cũng bị ám sát chết, đúng không ạ? Mà ám sát Tổng thống đâu phải đơn giản, Hoa Kỳ bao nhiêu năm trời có mấy ông Tổng thống bị ám sát đâu. Phận bán thành ra nếu mà nói là những người mà thiên về cái thuyết âm mưu như cháu đó, thì như bác nói đó, thì rõ ràng đây là phải là có một cái bàn tay lông lá, một cái thế lực nào đó. Thứ nhất, nếu mà nghe thì nó không dám rồi, đúng không ạ? Tại vì cái thời điểm đó là chiến tranh nguyên tử. Anh mà đi ám sát Tổng thống Hoa Kỳ, đúng không ạ? Hoa Kỳ nó chứng minh được là nó phải trả đũa liền. Thì không thể nào mà nghe mà nó dám liều lĩnh mà nó ám sát Tổng thống Kennedy được. Phải không ạ? Mà nếu mà nói một cá nhân giống như cháu khùng lên nó dễ gì cháu giết được tổng thống, đúng không ạ? Một cái thằng Osman nào đó làm sao mà dễ, Oswald gì đó mà làm sao mà dễ dàng mà bắn chết được tổng thống. Mà nếu vậy tại sao ông em là cũng một vài tháng, một năm sau là cũng bị thủ tiêu? Vâng, cái ông em đó sẽ là tổng trưởng thư mà chắc chắn là đang tranh cử và chắc chắn là sẽ được đắc cử, đúng không ạ? Là coi như là cũng là tổng thống rồi. Vâng. Và thành ra đó cải đạo là cái vấn đề là rõ lắm, bởi vì thì là nó cũng không muốn và ông ấy dễ được đền bù, phải không ạ? Coi như là ông anh đã chết như vậy thì ông này mà ông ra ứng cử thì chắc chắn là ông ấy đắc cử. Dạ, rồi cũng đi theo cái chính sách nữa, đúng không ạ? Thành ra mới bị chết, mà tại sao ông lúc đó là ông thét không dám ra nữa, làm thượng nghị sĩ cả đời, đúng không ạ? Nhưng mà không dám ra tranh cử nữa. Vâng, thưa anh, thành ra mình mới thấy rằng thì là cái mà thành ra cả một cái ủy ban điều tra Warren gì đó, mấy bao nhiêu luật sư, bao nhiêu nhân chứng, committee mà giờ đều là bế tắc cả. Nói đưa ra những nhân chứng lơ mơ. Hết cái này là mà tại sao cái thằng ám sát, đúng không ạ, bị ám sát rồi cái người ám sát, cái thằng ám sát cũng bị chết luôn, là sao thành ra nó mới là triệt nọc đường dây, đúng không ạ? Mũi dây mũi nhợ chứ, đầu dây mũi nhợ. Mà Hoa Kỳ đâu phải là cái xứ mông muội mà muốn giết người là giết phận bác ngay trong cái trung tâm, mới giết tổng thống xong mà áp tải đi ra mà sao mà để bị nó ám sát chết được. Vâng, thưa anh, thành ra đó cái nhìn của những các cái sử gia và kể cả cá nhân tôi đó thì tôi cũng nghĩ rằng thì là nước Mỹ nó không siêu đẳng nó không siêu đẳng như vậy. Có một cái giả thuyết là người ta nói rằng thì là đây là một ông tổng thống theo Thiên Chúa giáo đầu tiên, đây mới là cái mà giết nhau bởi cái tôn giáo, một trong những các cái thành ra cái đáy của vấn đề. Dạo trước có một ông giáo hoàng gốc Pháp ông ấy bị truất thuế ngay, và người ta nói rằng thì là cái con gà sống đó nó không được phép gáy ở trên cái Roma, ở trên cái đền thánh Phêrô. Kính thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 10 phút. Các quý vị thấy quang cảnh ở trong cái phía trước của khách sạn Ramada, và có thể nói lần lượt tất những người đến để
tiếp xúc với là lương y Võ Hoàng Yên. Từ mờ sáng thì chúng tôi đã thấy rất đông người, hiện nay thì có thể nói cái không khí rất là đông. Hôm qua thì trong một cái cuộc tiếp xúc đầu tiên, lương y Võ Hoàng Yên đã làm cho tất cả những người bệnh nhân kính phục và tôn kính ông. Khi có những người bệnh nhân bị liệt chân, điếc, nói không được, và ông bằng mọi cách đã làm cho những người đó trở lại bình thường. Đây là một trong những cái sự kiện có thể nói lần đầu tiên xảy ra tại Quận Cam. Và hôm nay chắc là cũng quan tâm đến những người dân ở trong khu vực của thành phố ông. Kính thưa quý vị, bên đây là ông thị trưởng Tạ Đức Trí. Kính chào ông thị trưởng. Dạ, chúng tôi xin chào anh Đoàn Trọng và kính thưa tất cả quý khán thính giả. Hôm nay chúng tôi đến đây cũng như là có vài lời để cảm ơn lương y Võ Hoàng Yên cũng như là các đệ tử của ông đã thường xuyên tổ chức những cái buổi chữa bệnh để mà giúp cho rất là nhiều các vị ở trong cộng đồng. Và trong rất nhiều những cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã quan sát bằng internet những cái lần mà lương y Võ Hoàng Yên đã đi khắp nơi để mà chữa bệnh, thì thiết nghĩ rằng đây là một cái việc làm rất là được đáng ca ngợi. Tại những cái buổi chữa bệnh này là những cái buổi chữa bệnh từ thiện, và với một cái người vừa có cái tâm mà vừa có những cái tài, những cái khả năng đặc biệt và lại đem ra để giúp đời cũng như cứu người, thì chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ cũng như là xin một lần nữa cảm ơn lương y Võ Hoàng Yên cũng như là tất cả các thành viên trong phái đoàn của ông đã không ngại thời gian, không ngại tất cả những cái chi phí để có mặt ngày hôm nay, để mà chúng ta thấy được rất nhiều đồng hương đã xếp hàng từ sớm, cũng như chúng tôi được biết được có rất nhiều đồng hương đã phải ghi tên, đã phải thức dậy 4-5 giờ sáng để mà có thể đến chữa bệnh ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đó là ông thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster. Cảm ơn ông thị trưởng. Rồi, cảm ơn anh Đồng Trọng, cảm ơn tất cả quý đài đã có mặt ngày hôm nay để mà giới thiệu tới một cái sinh hoạt mà rất là đặc biệt trong cộng đồng Việt của chúng ta. Kính thưa lương y, hôm qua thì chắc hệ thống truyền hình đều ghi lại những hình ảnh mà đồng hương đến đây thăm viếng và ra về, nhiều người cảm là mến phục và tôn kính lương y. Hôm qua thì lương y thấy không khí ở Quận Cam như thế nào thưa lương y? Rất là hạnh phúc. Kiều bào chúng ta sống ở xứ người mà rất là tình nghĩa. Chúng ta cần phải phát huy thêm cái tinh thần đạo đức và nghĩa tình của người dân tộc mình. Tôi rất là hân hạnh, rất là vui mừng, không ngờ ở đây người thị trưởng hiện hữu ở đây lại là người Việt Nam mình nữa. Rất là hạnh phúc, rất là tự hào cho dân tộc nhưng Việt. Nhưng mà lại gần quê với lương y, cũng gần tới Cà Mau mà. Quê Bạc Liêu, quê ngoại của thầy. Vui quá. Thế lương y ở định ở lại đây bao lâu tất cả? Dạ, chỉ có 2 ngày, tới hôm nay và ngày mai. Dạ. Dạ. Thế lương y dự trụ có thể giải quyết cho tất cả những người hâm mộ đến viếng thăm lương y không? Dạ, cố gắng hết sức mình chứ không thể không có lần nào thầy chữa hết bệnh nhân cả. Nhưng mà thầy sẽ cố gắng. Kính thưa quý vị, đó là lương y Võ Hoàng Yên với những cái lời tâm sự của ông, với một cái nụ cười duyên dáng, tiếng nói phát xuất từ người miền dân Nam Bộ. Và trong những lần hôm qua thì ông đã bày tỏ tất cả các bệnh nhân của ông cái tinh thần đạo đức là một trong những cái tinh thần chính trong cái công việc làm của ông. Chắc quý vị thấy từ mờ sáng đông người đã đến đây, mà một lần nữa chúng tôi cũng giới thiệu đến tất cả những nhân viên thuyền nghiền đến cùng ông. Chắc quý vị cũng đã biết vào ngày thứ 6 ông có mặt tại thành phố Houston, đáp máy bay đến Quận Cam của chúng ta. Và ông như lời lương y Võ Hoàng Yên cho biết rằng ông sẽ ở lại Quận Cam 2 ngày. Không lần nào mà ông có thể đáp ứng đến tất cả các bệnh nhân, nhưng với một cái tấm lòng yêu mến và có thể nói mến mộ và đạo đức của ông đã cho thấy một cái sự kiện lạ tại Quận Cam. Chúng tôi tường trình từ khách sạn Ramada.